trái tim em liệu có thể rung động thêm một lần nữa? Long ơi! Mày bị con nhỏ này trùng quấn phải không? Ông đừng đụng tới cổ. Biết bao nhiêu con gái xinh đẹp này từ mày không chọn, mày chọn yêu một người đàn bà có chồng có con. Nụ cười mẹ như bình minh soi sáng, làm tan đi những cơn. Chị ơi, chị có nhìn thấy bé gái trong hình này ở đâu không chị? Bước qua màn sương này, trong tim mẹ luôn có hạnh phúc yêu thương bao la. Mẹ cũng cần Chúa lành từng hạt thời gian, những nỗi đau thương khép kín em dịu bên lề. Đôi tay mẹ là bài thu rơi ấm tâm hồn. Dạ anh ơi, anh cho em hỏi, anh có nhìn thấy bé gái trong hình ở đâu không anh? Ngàn lời ca hát vang vọng từ trái tim, dâng lên mẹ người hiền hòa người yêu thương. Mẹ cứ mãi là tấm gương. Lục Lệ ơi, Lệ ở đâu vậy Lục Lệ? Mẹ ơi, người yêu thương vô biên, giờ là lúc để con trở về bên. Những nỗi đau thương mẹ cũng cần bình yên, hãy để con sưởi ấm chưa lành từng ngày qua. Hoa, chị Bà Lệ mày ơi, mà tao thắc mắc á, hổm rồi sao mày đeo khẩu trang hoài vậy? Thì mưa gió thất thường, tao đi theo cậu chủ nè, bệnh là bình thường có cái gì đâu. Chính vậy hả? Từ dạ. Ê, mà tao thấy á, ông chủ sao cũng quá đáng quá à. Đã cậu chủ không thích rồi mà cứ ép ông hoài à, rồi còn kêu người bắt hai mẹ con nữa. Như bắt được có nhỏ nít à, thấy tội quá. Mày lo cái thân của mày còn chưa xong nữa, đừng có mà nhiều chuyện, coi chừng rước họa vào thân đó. Heo đè. Biết rồi, heo nè mày. Đi đi. 4 6 À, mà cậu chủ sao rồi? Muốn biết ra ngoài coi. Hỏi gì cũng hỏi trơn vậy. Ôi, không có bà à. Ôi, cậu chủ đâu rồi? Gì? Cậu chủ! Cậu chủ, đứng lại! Cậu chủ! Cậu chủ, đừng có chạy! Đứng lại! Cậu chủ, cậu chủ! Cậu đừng cứ đi, cậu chủ! Cậu đi không được đâu! Chạy ra! Cậu biết tính ông chủ mà, đừng làm khó tôi không tránh đâu. Đi cậu chủ. Này cậu ép tôi nha. Cậu chủ. Em yên tâm, anh sẽ mang Lục Lạc về cho em. Anh hứa. Cho người thờ nắng chiều mẹ nấm như nỗi buồn nặng nề như chiếc cánh rơi. Alo. Nếu muốn mẹ con nó được đồng thuận thì mày ngoan ngoãn dẫn xác về đây cho tao. Tôi sống chết dòng.
Con bị tình yêu nhỏ này làm mờ mắt rồi. Đến tính mạng của con mà con cũng không quan tâm được. Vậy thì đi coi nó sẽ chọn ai. Tôi xin ông, tôi dàn ông tôi lại ông. Lúc này là cả mạng sống của tôi. Tôi xin ông thả nó ra, nó mà có mệnh hệ gì tôi sống không có nổi. Tôi xin ông, tôi xin ông, tôi lại ông. Tôi xin ông thả nó ra đi. Tôi xin ông, tôi xin ông. Con thấy không mà, trong đó không có con. Vậy mà con vẫn muốn gấp yêu người đàn bà này đến mức độ như vậy. Đúng. Cho dù mẹ con cổ có ruột bỏ tôi thì tôi sẽ vẫn ở dài mẹ con cổ. Tuy họ không cùng huyết thống nhưng họ là ân nhân, và tôi coi họ là gia đình. Cho đến hơi thở cuối cùng tôi sẽ vẫn ở dài họ. Mà chắc gì ông đã nhớ, đối với ông họ chỉ là người thân của một người làm bình thường trong cơ nghiệp con mà thôi. 24 năm trước, cũng do những vụ làm ăn phi pháp của ông mà khiến mẹ con tôi phải trốn chui trốn nhủi. Anh Tâm, tụi nó sắp đuổi tới rồi, làm sao giờ? Bà chủ cứ yên tâm, tôi không để tụi nó đuổi kịp đâu. Mẹ ơi, con sợ. Không sao đâu con. Cuộc đời mà, phải có sóng gió mới gọi là cuộc đời, đúng không cô Bảo? Cậu đừng có lo, có tôi ở đây rồi, cậu và mẹ cứ yên tâm nha. Anh Tâm, cẩn thận. Sự cho chị nhà, chị mà còn thời gian để ý chuyện của nhà em nữa. Dạ, tình cảm này đáng quý quá anh. Này bà Thúy, bà nói nhiều tôi nhức đầu quá đi. Bây giờ tiền coi như bồi thường tai nạn cho ông Tâm. Còn chị con quà đó, công ty sẽ lo cho nó ăn học từ đây đến năm 18 tuổi. Dạ. Nhỏ này, xích ra. Tiền không cần tiền của cái ơi. Dạ 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 anh Đại, bé nó còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện gì. Anh đi đi, mặc kệ nó. Ông đi đâu? Ông đứng lại đó. Để ba cho tôi. Để ba cho tôi. Mày điên hả? Người ta đem tiền đến đây cho tao với mày đó. Mày đứng mày nhìn gì hả? Bước lại đi. Tao nói cho mày nghe nha, sau khi mày tốt nghiệp là không có cấp 3, cấp 4 gì hết nha. Nghỉ học, tự mày đi cái măng. Mày mà còn ăn gan giống như hồi nãy nữa hả? Là mày ra khỏi nhà tao. Nghe rõ chưa? Hả? Ông luôn nghĩ là có thể dùng tiền để giải quyết hết tất cả mọi chuyện của ông, nhưng không hề nghĩ đến việc đã phá tan một gia đình và cuộc đời của một cô gái nhỏ. À, thì ra là vậy. Cho nên con lúc nào cũng bận tâm chăm sóc mẹ con nó hết lần này tới lần khác. Cô à, trong cô á thì chỉ có đứa con gái này, còn trong đó thì cô chỉ là con của ân nhân. À, được rồi, tôi sẽ cho cô một số tiền coi như là đền ơn và sắp xếp cho mẹ con cô một chỗ ở mới, và cô biến khỏi cuộc đời nó hoàn toàn. Cô nghĩ đi, tiền nhiều vẫn hơn là giữ bên cạnh một người đàn ông tội lỗi và thương hại mình, đúng không? Ông đừng thao túng tâm lý của ấy. Hòa, đúng là anh trả ơn vì ba, vì ba em đã cứu mạng anh. Nhưng mà tôi không cần trả ơn, tôi cũng không cần tiền, tôi chỉ cần ông thả Lục Lạc ra. Mẹ cô tôi hứa
Mẹ của tôi hứa là sẽ không bao giờ liên lạc với cậu Bảo nữa. Tôi xin ông, tôi gian ông, tôi lại ông, tôi đập ông thả con gái tôi ra. Tôi xin ông. Cô nói thì nhớ chữ lại, nếu không thì đừng trách tôi vô tình. Mưa Bảo, con có bị sao không? Dạ không, mẹ có sao không mẹ? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Lục Lạc. Mẹ ơi, mình đi thiệt hả mẹ? Kim Hoa, em cho anh cơ hội nghe giải thích được không? Mình trải qua bao nhiêu chuyện, em không hiểu được tình cảm của anh hả? Hiểu, tôi hiểu hết chứ. Anh chỉ muốn trả ơn cho mẹ con tôi nên mới năm lần bảy lượt lao vào nguy hiểm. Anh Bảo à, sự trả ơn của anh bây giờ là gánh nặng cho mẹ con tôi. Tôi cũng là con người mà, đâu phải sỏi đá đâu mà không biết mệt. Bây giờ mẹ con tôi chỉ cần được hạnh phúc, bình yên, điều đó khó lắm sao? Anh sẽ mang hết tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới này cho hai mẹ con em. Em đừng nghe lời ba anh. Ba anh chỉ đang cố gắng ngăn cách tình cảm của anh với em thôi, em hiểu mà. Anh là công tử, con nhà gia thế, đẹp trai, thông minh, lại chưa có gia đình. Còn tôi, đàn bà, một đời chồng, một đứa con, không có xứng. Anh hãy tìm một người phụ nữ khác, mung đang hộ đối, hợp với anh hơn. Làm ơn, buông tha cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi chịu nhiều đau khổ quá rồi, đừng có mang tới vết thương nào cho mẹ con tôi nữa. Những gì đã qua coi như là anh trả ơn cho gia đình tôi xong rồi. Đi con. Bước chân mẹ vững bước qua những trống vắng để những ngày mai rạng ngời sắc màu tươi. Mẹ giữ tình yêu chữa lành những vết thương, những đau đớn gì máu dần tan theo gió. Con tim mẹ dệt những mộng mơ trên đường, ánh mắt mẹ ấm áp ân tình sâu thẳm biết bao. Nụ cười mẹ như bình minh soi sáng. Cuối cùng tôi cũng có chút thời gian để ngẫm nghĩ về những gì đã qua. Hóa ra hạnh phúc hay khổ đau chỉ là những trải nghiệm giúp tôi nhận ra bấy lâu mình đã quá vô tâm với bản thân. Bỏ lại tất cả, bình yên có lẽ là điều quý giá nhất mà tôi có được sau hành trình dài đấu tranh tìm kiếm này. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con trẻ đã là liều thuốc chữa lành của tôi rồi. Mẹ ơi, con dễ có đẹp không mẹ? Đâu, để mẹ coi. Wow, Lục Lạc của mẹ giỏi quá vậy. Con vẽ ai vậy? Mẹ coi nè, đây là mẹ, đây là Lục Lạc. Toàn là những nơi mà hai mẹ con mình đã đi tới rồi đó mẹ. Vậy còn đây là ai vậy con? Đây là chú người tốt. Chú Bảo lúc nào cũng đi theo hai mẹ con mình hết. Con muốn ôm chú lắm, nhưng mà con sợ mẹ vẫn còn giận chú. Nếu có một điều ước, mẹ hỏi Lục Lạc muốn ước gì đi mẹ. Trời, hôm nay mẹ đặt kêu mẹ hỏi nữa hả? Ừ, rồi. Vậy nếu có một điều ước thì Lục Lạc sẽ ước cái gì nè? Con ước chú Bảo có mặt tại đây. Ai kêu tụi đó? Chú Bảo luôn xuất hiện bất ngờ không à.
Chú Bảo có mua quá trời bánh kẹo cho Lục Lạc luôn nè. Con cảm ơn chú. Con ước chú Bảo là ba của con. Khoa nè, em hãy cho phép anh thực hiện điều ước của bé Lục Lạc nha em. Sao chị em? Bé chị nói là bao em ăn mà. Em đâu có tiền đâu. Ủa ai nói? Có ai nói không? Hả? Không có ai nói đâu. Con không có tiền. Ủa mấy chị nó bao em mà. Con không có. Tôi trả. Cảm ơn. Mấy con là bạn của Lục Lạc hả? Dạ. Hôm nay mấy con cứ ăn gì cứ lấy, chú mời. Nhưng mà phải hứa với chú là phải là bạn tốt của Lục Lạc. Ủa mà chú là ai mà đối tốt với tụi con quá vậy? Chắc chú là ba của Lục Lạc phải không? Chỉ có ba của Lục Lạc mới tốt với tụi con vậy thôi. Phải đó, chú người tốt này là ba của em. Mẹ về với con rồi đây. Lục Lạc tỉnh rồi. Con thấy Lục Lạc rồi. Lục Lạc, con thấy giọng người sao rồi? Được hạt thời gian, những nỗi đau thương khép kín em dịu mến lệ. Đôi tay mẹ là bài thu sưởi ấm tâm hồn cho con biết mẹ là hạnh phúc bản thân. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi biết anh là người tốt, không thể nào làm phiền anh được. Việc được mẹ con em làm phiền, đó là hạnh phúc của anh không? Khờ quá. Tôi em đừng tự lừa dối bản thân của mình rằng anh là người xấu nữa. Lúc nãy em có xin lỗi anh rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi rồi. Anh có nói đồ ăn sáng cho hai mẹ con rồi đó. Anh đi nha. Bất kể khi nào mẹ con em cần, anh sẽ xuất hiện. Chào Lục Lạc. Ủa nè, sao anh không đi làm đi? Qua đây đón Lục Lạc chi? Tốn thời gian vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của công chúa nhỏ của chú Bảo. Thì mẹ thì phải lo sửa sang lại quán nữa. Ít nhất thì Lục Lạc phải cần một người chú đẹp trai, thông minh như chú Bảo dẫn Lục Lạc tới trường, đúng không? Dạ. Đừng có yêu tôi, vì cả cuộc đời này tôi chỉ dành cho con gái thôi mà thôi. Đôi tay mẹ là bài thuốc sưởi ấm tâm hồn cho con biết mẹ là hạnh phúc bất cận. Ngàn lời ca hát vang vọng từ trái tim dâng lên mẹ, người hiền hóa, người yêu thương, mẹ cứ mãi là tấm gương sáng rực rỡ. Vậy thì anh sẽ dành cả cuộc đời này cho hai mẹ con em. Đúng. Cho dù mẹ con cậu có ruột bỏ tôi thì tôi sẽ vẫn bảo vệ mẹ con cậu. Tuy họ không cùng huyết thống nhưng họ là ân nhân, và tôi coi họ là gia đình. Cho đến hơi thở cuối cùng, tôi sẽ vẫn bảo vệ họ. Vậy là điều ước của con đã thành hiện thực rồi. À, chú Bảo bấm. Ồ, chà. Kể từ bây giờ,
chú Bảo sẽ là cái dù này che chở và bảo vệ cho mẹ của Lục Lạc và Lục Lạc. Chịu không nè? Dạ chịu. Hãy để anh ở bên cùng em vượt qua bão tố. Anh sẽ là người yêu em dẫu biết đường đời còn gian khó. Em hãy tin rằng em xứng đáng được yêu, được hạnh phúc. Anh sẽ ở đây luôn để em chữa lành vết thương. Cùng em đi đến tương lai. À, đây là chú Bảo. Dạ. Còn đây là ai nè? Đây là mẹ. Đây là Lục Lạc. Còn kia là mẹ. Sao có lúc muốn buông xuôi, hãy nhớ rằng anh vẫn ở đây bên em mãi mãi chẳng rời xa. Hãy để anh ở bên cùng em vượt qua bão tố. Anh sẽ là người yêu em dẫu biết đường đời còn gian khó. Em hãy tin rằng em xứng đáng được yêu, được hạnh phúc. Anh sẽ ở đây luôn bên em chữa lành vết thương. Đi những cơn mưa bão đêm dài, mẹ dìu dìu con bước qua màn sương này. Trong tim mẹ luôn có hạnh phúc yêu thương bao la. Mẹ cũng cần chữa lành được thật thời gian, những nỗi đau thương khép kín em dìu bên lề. Đôi tay mẹ là bài thuốc sưởi ấm tâm hồn, cho con biết mẹ là hạnh phúc bản thân. Ngàn lời ca hát vang vọng từ trái tim, dâng lên mẹ người hiền hòa người yêu thương. Mẹ cứ mãi là tấm gương sáng rực rỡ trong lòng con. Mẹ là nghệ sĩ vĩ đại. Lục Lạc làm cho mẹ hết đau đó. Người yêu thương vô biên. Con yêu mẹ nhiều lắm. Lúc để con trở về bên những nỗi đau thương mẹ cũng cần bình yên. Hãy để con sưởi ấm chưa lành từng ngày qua. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn. Không có ba, Lục Lạc sẽ bảo vệ mẹ. Lục Lạc của mẹ ngoan lắm. Mẹ ơi, mẹ nhìn con nè mẹ. Mẹ có làm được giống con không? Mẹ nhìn con nè. Phụ nữ à, hãy mạnh dạn lên tiếng và ly hôn. Khi thấy có dấu hiệu bạo lực gia đình, nhất định không thỏa hiệp. Đừng cố sống với người đàn ông có dấu hiệu bạo lực vì con, vì sĩ diện của bản thân hay ba mẹ mình. Đừng để đứa trẻ lớn lên trong bạo lực gia đình, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.